Chào toàn thể các mọi người nhá. Xin chào toàn thể các bác nhá. Buổi sáng hôm nay dậy khá là muộn. Bây giờ ba anh em sẽ tiến hành nấu ăn sáng mọi người nhé. Nấu ăn sáng rồi mới đi làm được. Qua là hơn 3 giờ mới ngủ. Thì bây giờ là chuẩn bị cho bữa sáng lắm. Thức ăn qua vẫn còn nhiều. Là anh em chỉ đi tìm rau về xong đó là nấu ăn luôn. Buổi sáng này anh em phơi một ít hạt chuối. Sau đó là mới đi vào rừng được. Hạt đen xì luôn. Ngày nắng rất là đẹp. Có mỗi cái chỗ này là hơi quang một chút nên là anh em tận dụng để phơi đồ nhé. Còn lại thì toàn là rừng thôi. Cây bên cạnh này là cây rẻ thôi, cây hạt rẻ, nhưng mà loại này là loại sống trong rừng, quả nó bé tí thôi. Đi hái rau nhé. Rau này ít thế nhỉ. Đấy, nắm nó canh là được rồi. Tốt thế. Lười đi xa này, ngay gần thôi. Chỉ có là canh thôi. Đây, đây kia cơ mà. Đi ăn. Nắng lên rồi. Đói bụng sôi rồi đấy. Này kìa, nóng ác đấy. Dừng ở nhà là suốt ngày cái bật quạt. Tiến hành nấu ăn hai bếp luôn, nhanh nhanh còn đi sắp trưa rồi, ăn xong lại ngà ngà nữa thì thôi khỏi đi. Ăn hết con này chắc là kiểu gì mà chẳng ăn chút tiền cao. Đất này sao nó có vậy, chuột to này thôi. Còn mấy ít ốc nữa mà nhỉ, đi đem luộc thì tốt đi. Ủa, có món khác không mà. Thế thì ăn xong nghỉ ngơi xong là chắc mình mang đồ đi tối mình không về đây nữa nhỉ? Cũng được. Đi ngủ trong rừng hôm. Mình thấy lười về lắm. Đường có đi gập ghềnh chứ. Đi xa nữa mang bật dù, mang bật dù đi theo này. Mang nồi các thứ đi theo. Đây là con cua nhé. Còn mỗi một em. Đây chưa được bữa nào mình thoải mái nấu canh. Thế là bữa cuối nào không có thời gian thôi. Có em làm bữa về đi cái khe mà có ông treo cổ ấy. À không, không dưới cây, không dưới cây chết ấy. Khe đấy thì hiểu lắm. Có ngay nồi canh lọc của Lan. Hôm nay sẽ ăn thịt chuột nướng, tôm rang, tôm xào với thịt, còn có món chuột hôm qua nữa mà. Món chuột hôm qua vẫn còn thường. Đây là một ít tôm của hôm qua để lại để hôm nay ăn nhé. Đi ăn hết không còn thừa bao nhiêu đồ mình gói đi nhỉ. Đến đâu là ở đấy là mình có cái ăn. Cả thịt ướp mang theo luôn. Hôm nay hôm qua xào chín hẳn chưa? Gọi tầm chín thôi, muốn lấy người ta chín bằng chín. Các con cua này được á?
Không cho món ốc vào nhé. Kiểu là lúc rang đã cho mặn rồi, đến lúc lại chấm nữa thì chẳng mặn. Cho luôn món ốc vào nhé. Kiểu này còn nữa. Lại có một món nữa này. Rất nhiều món luôn, em ăn cho nó gọn đi, sau đó là đi mang đồ đi, hoặc là tối nay là không quay về lán đâu các anh, mang đồ đạc theo là đi rừng luôn. Thêm món ốc rừng nữa này, kéo đấy nhỉ, đó. Này kéo luôn. Thịt chuột xào. Này, kia ra ít măng nhé. Ít măng em nhồi thịt vào. Và măng nhồi em hay làm. Chắc được á? Thôi là chắc được rồi. Lâu lâu mà. Lấy cả chín một lần rồi. Được, chín lần hai rồi. Chắc được rồi. Kiến này ra. Chờ cho nó nguội nguội chứ. Màu vàng nhé. Màu vàng, màu trắng. Các màu sắc luôn. Này bay ra ít đấy. Cái bàn này nhảy quá nhỉ. Cái ngáy giỏng là cất chặt cho nó đẹp. Còn đấy là chắc như con quà thôi. Thơm thật đấy. Đang nóng hổi lên luôn đây. Phải ăn nóng mới ngon. Anh nhớ là có một cái lọ vẫn còn hạt rồi mắc kén mà. Ừ, ở trên này sao ấy, hay gì vậy? Thế thì chấm. Ơ, từ hôm qua nhầm rét là cái sỏ này suốt à. Ốc nữa này. Xếp vào đây. Mềm mềm này. Ui. Ui, đây rơi ra rồi. Nhặt từng con một cho nó đừng lấy nước nhé. Ngửa ngửa nó lên. Ui, hôm nay là buổi sáng thôi nhưng mà nhiều món nhất đấy. Ui, nóng phổi, nóng phổi, nóng quá. Nóng rượu màu nhỉ? Rượu màu á? Ừ. Uống rượu trắng đi. Màu cũng được, cho hết. Để chắc phải về đến đây chứ, về dọn đồ, À, xin phép mời toàn thể các bác nhá. Thôi, em mời toàn thể tất cả mọi người nhá. Thôi, em mời toàn thể các bác nhá. Đi. Nướng này. Đồng nữa. Mát à. Yeah.
ăn nha, ăn không hết lần gói theo đấy nha. Dày. Thích món gì xử món đấy nha. Được chi. Lá gừng này. Lá gừng. Tôm này, cua. Đồ thịt ướp từ nhà. Này có nghĩa nhiều đồ ạ. Thịt ướp này. Ốc và muối đi nhìn thấy muối thịt nó khác hẳn mà nó không giống như kiểu thịt mà đấy rồi. Ừ, hoặc thịt muối ướp ấy. Đây. Ta được mà lần sau mà còn đi mua ít thịt ra làm thịt treo ở đây nhỉ, ở lâu lâu một tí. Ừ. Khoảng là hơn tháng về. Cần chỉ cần 20 ngày là làm được mà. Treo nó chưa thành hẳn, ăn vẫn ngon. Móc thử con cua xem béo. Ngô, nhìn tay thế. Đấy, đây. Để đây đi, ăn đi. Nghe à, anh ăn đây. Đây, ăn cái. Đây, để cái cổng. Ui. Mất lượt, mất lượt. Phạt. Phạt gì bây giờ. Uống đi, không chiều đi cũng được mà. Đúng là đi đến nơi. Nhà cơm này nhé. Nghe có nhà này. Có bay hơi từ lúc đang nướng. Ăn đi à, tối nay đi không biết có chất gì không đấy. Tiền buồn một là thì lại ăn thịt rất là lố, đi tối mà không thể tìm được địa điểm nào. Kiểu gì cũng đi, cua. Chỉ chẳng được cua. Mà rời khỏi cái suối to này chắc là không có tôm ha, cái suối nhỏ cũng có tôm ấy. Ừ, đi. Ừ, ăn đi. Ừ, không có que cửu á. Không cần đâu mà. Tự lấy nhá. Này ngô ra mà. Các bạn này. Mời các bác nhá. Ngươi. Có mắt. Ở đây nhá. Ờ, nhảy ra. Đấy, tao vào trong này. À, ốc cuốn lá gừng. Nó rơi đấy. Các bác nhá. Này ăn đi. Ăn đi. Làm mình phần. Làm mình phải ăn chứ. Thị hiện ăn mà. Lá gừng ngọt thơm lắm. Nào mình về mình đi núi ra đá ấy, nhỉ. Nhặt bữa về xong là mình chế biến. Mang về nhà chế biến cho nó ngon. Kiểu đúng kiểu làm rồi. Đây, em mời các bác nhá. Ngon thật. Mới. Đi. Nó rượu. Con chó ra gặm xương này. Còn quả ăn vẫn dai hơn. Nhận nha. Nắng lên rồi đấy. Ăn xong ra, ăn xong sẽ thay ra suối tắm xong mới đi nha.
Thà rằng thế đi còn hơn, tắm sạch càng đi càng nhọng. Kiểu bụi dính bào ấy. Làm miếng thịt lợn thì cho nó có tí chất mỡ. Còn đâu đây? Tôm Alaska đâu, tôm nước phương gì đâu. Nằm đi ra. Sau khi ăn sáng xong thì hai anh em tiếp tục hành trình vào rừng thu hoạch chuối hồ tu. Nhắn là điện đến một cái địa điểm mới mà trước anh em đến đây để gom rồi, bây giờ thì quay lại để lấy thôi. Đấy, anh em về rửa vẫn còn nhưng mà lác đác nhỉ, không bỏ để anh em gom nữa này. Xa quá chứ, xa quá, đi thì đường cũng khó đi. Tỏ lắm cái này ấy. Mầm nhỉ. Chết rồi. Mầm ba luôn. Nắng chiều rồi. Với đây tỏ ngay rồi mà. Hút hoa rừng rất là hay. Co vào bao và đeo đi nhé. Đây vẫn cần suối, anh em sẽ đem đi đến con suối đó rửa sau đó tiếp tục đi, hôm nào quay về mới lấy thôi nhỉ. Giấu xong, rửa xong mình giấu đi. Con này nhiều cua lắm anh em nhỉ. Ba rừng nữa nhiều măng nhỉ, măng nữa mọc này. Mọc rất nhiều luôn. Ủa, chỉ là hai cái. Một cái cây rừng mọc đầy nấm này. Đẹp chưa? Đây. Những quả giấy chín này, chín chuyển sang màu tím này, màu xanh tím. Xong đây này. Mát hẳn nhỉ? Vừa nhiều cây cối vừa có đá, mát lạnh luôn. Không thấy cái chè hoa vàng này. Địa hình này phải có mới đúng. Đường rất khó đi. Sen rừng này. Tốt thật đấy. Vừa đi vừa gom chuối mọi người nhé. Để đây luôn thôi nhỉ. Cái gốc cây này. Đường này đẹp này.
Cái chuối chặt bao nhiêu lâu mới đổ? Mắt nữa kìa. Bộ này chuối tím, tím đang chín. Đang chín. Tập kết lại mọi người nhé. Chuối được đem về để một chỗ thôi. Kết mấy lớp đây. Dạ. Mở quá dài. Còn một đống chuối này. Đó anh em đậy vào nhé. Đã không chuyến đi sau thì anh em lại mở ra. Đây nó chín rồi. Chín rồi anh em lại bốc lấy hạt thôi. Đây, công việc của anh em cứ như này thôi các bạn. Hôm nay là cứ túc tắc vừa đi vừa thu hoạch chuối hột. Nói chung là em cũng xin phép tạm dừng video ở đây nhé. Chúc toàn thể các bác một ngày vui vẻ và thành công các bác nha. Em chào tạm biệt tất cả mọi người nhá. Em cũng chào tạm biệt các bác nhá. Cứ đi đi xong là thấy có thì anh em lại dồn vào. Không ở đâu mà âm nhỉ. Không có tổ ở đâu.